Hello Nam nha. Nay mình quay cho anh em xem cái con Movita nè em. Con này là được một bé gái sinh năm 2K6 chốt cọc cho mình nha anh em. Thì mình chốt rồi thì mình lên sắm cho anh em xem. Cái mẫu này là cái mẫu mình bên mình tự lên đồ chơi theo yêu cầu của một bé này nha. Bé này mua xe này là xe Zin. Mua xe này là xe Zin 460 mấy củ đó, lên tiền đồ chơi hơn 100 củ. Hơn 100 củ tiền đồ chơi nữa là chạy ra con xe này 500 mấy gần 600 nha anh em. Đó, 500 mấy gần 600 chưa tính tiền bấm biển nha. Con này là đang bỏ đây chờ giám định, tuần này giám định nè. Giám định vô số nha. Con này mà vô số đẹp ngũ quý hay là tứ quý nữa là nó ra là cả tỏi luôn anh em. Đó. Để mình quay cái mẫu đồ chơi bên mình lên. Bé gái này mua con xe này thực chất là bé gái không biết gì về đồ chơi luôn nha. Nói là mua xe là chỉ qua xem xe xong là mua trên sự uy tín thôi. Còn về phần đồ chơi bé gái này nói lên anh Hiếu lên theo ý của anh đi, miễn đẹp là được. Thì mình lên theo cái mẫu này là không quá lè loẹt nha em. Nó vừa tầm túi tiền và là nó vừa đủ để nhìn đẹp thôi chứ không quá lè loẹt. Và mình cũng không thích đi mâm CNC. Cá nhân của anh em hay thích đi bao đó, mình thấy mâm Zin là đẹp nhất. Mâm Zin nhìn xe nó cứng xe nè, mình thấy không? Đó. Nhìn xe nó chắc, nó, cái dàn chân nó cứng, mâm CNC nhìn nó kiểu mỏng 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 yếu yếu sao mình không thích cái loại mâm đó nha. Đó. Còn về phần đồ chơi thì mình sẽ quay chi tiết cho anh em nghe. Cặp tay mình sẽ đi tay Rambo luôn. Anh em thấy liền không? Sẽ khoét áo cắt áo mà mình cắt như Zin nha anh em, cắt liền. Cắt xong bo góc hết tất cả. Anh em thấy chi tiết một đẹp nha. Và thằng bên này cũng vậy nha anh em. Đó. Và chóa xi bát thì nó màu khói thì mình bắt buộc mình phải dán hai cái chóa xi nhan theo màu khói để cho nó cùng đồng bộ với nhau hết nha anh em. Về phần tay bên này mình sẽ đổi cầm. Cái cầm Zin của Gia Z nó hai bên cầm nó không có gì hết nha anh em. Đó là mình sẽ đổi cầm tay. Cầm tay đổi cầm này. Và bên này là mình đổi cầm tăng. Nha. Bên này đổi cầm tăng. Và nội công của con này bên trong á, thì mình sẽ đi 4 món ăn chơi và cái phục Olin. Phục Olin sau 4 món ăn chơi, phục Olin cũng hơn 30 củ nha anh em, 30 củ. Con này là đi ben. Ben với cái dàn chân sau là mình sẽ đi theo kiểu này. Cái heo Rambo là một con mười mấy củ nha anh em. Đó, heo này con mười mấy củ nè. Đó, đi theo kiểu này, anh em thấy tỉ mỉ từng chi tiết một. Bát tăng sơn mình sẽ đi theo kiểu đĩa trước đĩa sau TBT, bát tăng sơn TBT. Đó. Và đó heo Rambo đi phía sau là đi heo Rambo nha. Cái này là mình dọn cơ bản, không quá lè lẹt nha anh em, đủ đẹp, đủ xịn. Thì một con xe mấy trăm triệu thì mình sẽ đi những cái đồ chơi kiểu này, một là phột này, hai là phục ni trong. Mà mình thích Olin hơn. Mình thích Olin hơn. Đi hai nó êm hơn cái thằng ni trong nha. Ni trong nó xịn hơn, ni trong tới hai mấy củ lận anh em, ni trong tới 20 21 củ lận. Còn cái heo này vậy, heo này thì một con nó cũng mười mấy củ nha. Đó thì những con xe mấy trăm củ này thì mình sẽ đi những cái đồ chơi này cho nó tương xứng nha anh em. Về phần dàn chân mình đi nè, anh em thấy tỉ mỉ không? Đẹp từng chi tiết một nè. Cùi dĩa mình sẽ ra đi CNC luôn. Đó. Nhông xin dĩa TBT luôn. Đó. Đẹp từng chi tiết một luôn nha này. Và bốn món ăn chơi là dồn những gì anh em? Bình xăng Belux Duca 28, lưỡi gà V4, anh em thấy không? Đó. Mobin MSD và ICBDT. Và sau này nó có cục ICMM nha. Mình ICMM mình sẽ đi lại lửa Zin của Gia Z, không cần xuống lửa Switch nha anh em. Và dàn chân trước cũng vậy luôn. Dàn chân trước cũng vậy, đĩa BT. Đĩa Rambo và heo Rambo luôn. Heo này con cũng mười mấy nha anh em. Đó. Không quá lè lẹt. Vừa tầm túi tiền cho anh em chơi nha. Anh em thấy đẹp không anh em? Con này một bé gái này sinh năm 2006. Mua một con xe gần 600 củ và chưa tính tiền ra biển số nha. Và bé đang có ý định mua biển nha anh em. Ở đây mình nổ con máy lên cho anh em nghe nè. Con xe 5-6 xị nó như nào nè.
con để lâu quá rồi. Tắt máy không ạ? Tông vào cái dàn chân nha, nhìn cho nó xịn nha anh em. Còn cái dàn lông là mình thấy để im, mình không có đụng chạm tới. Và mâm đi lại mâm zin nha. Cái tổng cái bill này hơn 100 củ nha anh em. Anh em thấy như nào anh em? Có anh em nào hợp nhãn với mình không? Đó. Cái này là mình lên theo ý của mình nha, mình lên theo ý của mình. Đó, mình lên bao tay và đồ nói chung mình tỉ mỉ từng chi tiết một nha anh em đó. Cái này là mình lên theo combo ý của mình. Anh em nào thấy cái combo này ok thì cho mình một lời comment nha. Đó, bé xe này là bé gái sinh năm 2K6 chốt cọc nha anh em. Anh em thấy xịn không anh em? Rồi, cảm ơn anh em.